Xin chào bạn, nếu như bạn mua sắm một vật phẩm gì đó có giá trị cao, ví dụ như laptop, thì điểm đầu tiên mà các bạn nghĩ đến là gì? Thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến hai yếu tố thôi. Một là giá cả và thứ hai là chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên thì sau những vấn đề đó chúng ta sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố khác mà nó thiết yếu hơn. Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn biết những lý do tại sao mà chúng ta nên mua hàng tại những cửa hàng của ASUS trên các trang thương mại điện tử như là Shopee hay Lazada. Rồi, chào mừng các bạn đến với ASUS Studio. Nếu như các bạn ở những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh thì việc tiếp cận đến những sản phẩm chính hãng của ASUS là việc rất dễ dàng. Còn đối với những bạn ở những vùng khác thì việc này lại khá khó khăn. Do đó, các gian hàng của ASUS trên các trang thương mại điện tử như Shopee hay Lazada là một giải pháp rất thiết yếu dành cho chúng ta. Hiện tại ASUS đang có hai gian hàng, đối với Shopee là ASUS Official Store, còn đối với Lazada là ASUS Flagship Store. Nên cho dù các bạn ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta đều có thể mua sản phẩm của ASUS rất dễ dàng. Nhờ sự hợp tác giữa ASUS và các ông lớn về thương mại điện tử, nên người dùng có thể mua sắm được rất nhiều sản phẩm của ASUS mà chúng ta không cần phải ra cửa hàng. Ví dụ như là điện thoại, laptop, các linh kiện, CPU, GPU, v.v. Để thu hút mọi người mua sắm tại các trang thương mại điện tử thì hàng năm Shopee và Lazada chi rất nhiều tiền để kích cầu. Ví dụ hàng tháng chúng ta có những ngày flash sale rất hấp dẫn như ngày 8 tháng 8, 9 tháng 9, 10 tháng 10, 11 tháng 11 thì những sản phẩm tay có thể được giảm giá lên đến hàng triệu đồng. Sắp tới thì có ngày 11 tháng 11 thì khi các bạn mua một số sản phẩm laptop có cơ hội được giảm giá lên đến 3 triệu đồng và đây là một điều rất là hấp dẫn dành cho chúng ta. Không dừng lại đó, chúng ta còn có thêm những khung giờ vàng để các bạn có thể săn deal chớp nhoáng và sản phẩm có thể được giảm giá lên đến là 50%. Mặt khác, đối với những ngày bình thường thì cũng có sale một số sản phẩm bất kỳ, mà điểm chung là những sản phẩm này đều có mức giá rất hấp dẫn và lại còn được thêm những quà tặng kèm theo. Khi các bạn mua hàng tại ASUS Store trên Shopee hay Lazada thì đều được bảo hành chính hãng tương tự như bạn mua ở các cửa hàng khác. Điểm đặc biệt là ASUS là hãng duy nhất tại Việt Nam có chế độ 2 năm bảo hành lên đến toàn cầu. Điều này có nghĩa là các bạn mua máy tại Việt Nam và các bạn đi bất cứ đâu trên thế giới thì cũng không phải lo lắng. Không chỉ vậy, dịch vụ bảo hành 24/7 vẫn được áp dụng khi các bạn mua tại ASUS Store. Do đó, ngoài yếu tố về giá thành và chất lượng sản phẩm thì các bạn phải quan tâm đến về việc chất lượng hậu mãi vì đây là một điểm rất quan trọng. Khi mua sản phẩm chính hãng của ASUS thì ngoài 2 năm bảo hành trên toàn cầu thì chúng ta còn được tặng thêm 1 năm đầu tiên bảo hành rơi vỡ vào nước và được hỗ trợ lên đến 80% chi phí sửa chữa. Nhờ vậy thì người dùng sẽ rất yên tâm vào sản phẩm của mình. Tương tự như việc bán tại cửa hàng thì khi mua hàng qua ASUS Store trên Lazada hay Shopee, các bạn đều đủ điều kiện để tham dự những mini game do ASUS tổ chức. Ví dụ, hiện tại đang có chương trình review laptop. Khi mua máy xong, các bạn có thể quay lại Shopee hoặc Lazada để đánh giá về sản phẩm đã mua. Sau đó các bạn có cơ hội nhận ngay voucher trị giá 200.000 đồng, cũng như là có cơ hội nhận thêm voucher 1 triệu đồng mỗi tháng. Tùy thuộc vào mỗi mốc thời gian, mà mùa cao điểm nhất thì ASUS có thể triển khai tận 2 đến 3 chương trình chạy song song, mà người dùng có thể săn được rất nhiều quà có giá trị từ những chương trình này. Một vài sản phẩm khi các bạn mua qua ASUS Flagship Store trên Lazada thì còn có cơ hội trả góp 0%. Ngoài ra, tất cả những sản phẩm bạn mua trên ASUS Store ở Lazada hoặc Shopee đều được giao đến tay bạn một cách nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí vận chuyển. Theo quy định hiện hành thì chúng ta có thể trả góp 0% qua thẻ tín dụng và một số ngân hàng thì còn có thêm những khuyến mãi nữa khi chúng ta lựa chọn chế độ trả góp tại ngân hàng đó. Những sản phẩm nào chính hãng hiện tại có mặt tại Việt Nam thì đều được bán qua store của ASUS. Thậm chí là các bạn chỉ có thể mua hàng tại đây thôi với một số mặt hàng mà những nơi khác không cung cấp. Chúng ta có thể đổi trả hàng trong vòng 15 ngày theo quy định và các bạn có thể trả hàng lại với lý do là không vừa ý nếu như chúng ta chưa sử dụng và vẫn còn nguyên tem. Tóm lại, khi các bạn mua hàng tại ASUS Store ở trên Lazada hoặc Shopee thì chúng ta sẽ có được những lợi ích như sau. Thứ nhất là ưu đãi độc quyền đến từ ASUS. Thứ hai là săn deal hấp dẫn mỗi tháng. Thứ ba là có thể tham gia mọi chương trình khuyến mãi, mini game đến từ ASUS. Và thứ tư là có thể mua hàng chính hãng được bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên subscribe kênh YouTube của ASUS Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.